Đấy, cái hòn này mang về tiện cho người làm cái ấy. Đẹp phết này. Hòn đấy á. Ai mà đại cát ở bên cạnh này á, nhiều hòn đẹp lắm. Mọi người ơi, cái này này. Mình nhặt được cái đá quý đây này. Tào lao. Đấy, đá quý thật mà. Đi. Mọi người ơi, mọi người, mình nhặt được đá quý này. Thấy kết của việc đi mò hến này. Nhặt được đá quý này. Một viên đá quý. Lúc nãy đứng ở phía bên dưới kia nó bị ngược sáng, không nhìn rõ. Ngập nửa người rồi. Chỗ này đang nhiều. Mọi người ơi mọi người. Cái gì đấy? Tưởng bắt được con gì? Con trai. Cái này con hến. Hến. Con to phết. Ok, còn đá. Đây nhá mọi người nhá, sau khi đi lấy về thì sẽ phải lọc ra. Bỏ những cái con ốc vít này ra. Ốc vặn này ra. Sẽ chỉ lấy con hến này thôi. Này có cả đá, cả sỏi, xếp thứ này. Cứ chọn rác rưởi cứ bỏ hết đi. Thứ này 20 cân đấy mọi người. Sau khi lọc xong thì chắc chỉ còn tầm khoảng 15 cân thôi. Lấy trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và bây giờ là nhiệm vụ của bạn Mai này, sẽ phải lọc ra. Bạn Xiên đi lấy rồi. Đó nha. À, vâng, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay bọn mình sẽ làm một cái video clip gửi đến mọi người, đó chính là đi mò hến. Hến ở suối Muỗi nhé mọi người. Đây này. Bạn Xiên đang mò hến. Đấy. À, lấy cái con này, con hến này về để làm mẩm hến. Đó chính là một cái món nước chấm đặc trưng của người đồng bào dân tộc Thái ấy. Cũng có con to mà nhỉ. Con to mà. Đây bạn nào có nhu cầu ăn hến thì liên hệ với mình nhé. Ai muốn ăn canh hến thì alo nhé. Ship tận cửa. Ship tận cửa luôn. Ship tận mồm. Không, ship tận mồm thì quá đáng quá. Ship tận cửa thôi. Hôm nay thì dân dạng. Ngày hôm nay có cả mẹ già đi cùng. Gì đây? Cái gì đấy? Nấc đục hết rồi. Đục có chả sao. Không sao cả. Cứ mò mẫm ở dưới nước như thế. Xong tí nó vớt lên. Và cái kết. Để có một món ăn ngon. Không hề đơn giản. Cho tôi kỳ công. Tốn rất là nhiều thời gian. Cái này cái bàn có ăn muốn nó chỉ cá có mà nên ăn ở sờ bay ra mí nọ. Cái này mò thế này nhá. Còn bắt được cả con ba ba nữa đấy. Mẹ ở bên kia bắt được một con ba ba nhỏ rồi. Được này à? Ừ. Được một con rồi. Một con nhỏ thôi. Bằng 2-3 ngón tay. Đây cho mọi người ngắm con suối. Suối Muỗi. Cái toàn bùn ở đất. Đấy. Cứ mỗi một lần được bắt con là được rồi nhỉ. Nhấc tầm khoảng độ 20 phát như thế là về được rồi.
chăm phát chứ. Đấy tầm tiếng, 2 tiếng. Tiếng nhỉ? Một tiếng thôi. Ok, con kia con to đấy. Đấy. Sao? Có con gặp nó ốc kìa. Đây 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 đây, có một con rất to đây này, đây này. Đây này. Lúc này em cũng vứt một con to như thế đây. Cầm lên từ hòn đá. Con này to lắm này. Mọi người so sánh nó với ngón tay của mình là biết này. Cho các bạn lác mắt lên những ai mà bạn đi lấy không có. Có người không biết lấy đâu. Con này ấy. Ở đây vẫn nhiều mà nhỉ. Nhiều vấn này cơ mà. Đây bới bới một tí mà được bằng này luôn này. Họ cứ bảo không có. Có mấy con to liền nữa này. Này con này, 3 con, 3, 4 con. Kìa, kia bên kia một con nữa. Nhiều con to phết đấy. Lần trước mình lấy con bé hơn cái này đấy. Cũng nhiều, nhiều lắm mà con bé thôi, toàn con bé lần trước. Kìa, những cái vỏ ấy vứt ra. Cái này, vỏ con vỏ. Này này. Con này mà làm cũng ngon lắm. Con này con tân miểu. Con này là bán ở chợ côn trùng là 20.000 một lạng đấy mọi người ạ. 20.000 một lạng con nếu này. Nếu mà họ ấy chợ côn trùng này. Họ bắt họ không đãi như mình ấy, họ cứ đập ấy, họ cứ dập chân họ lấy được con này to lắm. Ai lại gọi thế? Chắc là đại gọi. Đang chứ phát trực tiếp mà đã gọi. Đẹp nhỉ? Con nào mà cũng như thế này sướng nhỉ? Con nào cũng như thế thì thích quá. Nhưng máy này là to rồi nhỉ? Mấy con kìa. Cái này, mấy cái vỏ này vứt ra. Cái này. Rồi, về nhà rồi. Đi ra nhặt tiếp. Cái này là sạch lắm rồi. Quá sạch rồi, ok. Chỉ còn một bát con này. Một phát này được bát con còn gì nữa. Cái này chỉ tí nữa mà có được cả cái. Mò được con ba thích. Đi sang bên suối bên đằng kia cơ. Suối bên đằng này xuống. Đang cho mọi người xem. Mới vớt có mới phát thôi. Được đằng này rồi này. Con hến. Này về nấu canh ngon. Canh rau dền. Các thứ. À, canh mùng tơi, canh rau đay. Rau đay mùng tơi. Các kiểu con đà điểu. Rất là ngon. Món này là tuy nó đơn giản vậy thôi nhưng mà hương vị rất là đặc biệt. Ở nhà mình cũng làm một bữa ăn ấy, một bát canh nhỉ. Thế chả làm thì sao? Đấy cứ mò thế thôi mọi người ạ. Trời nóng như này. Lấy con này dễ lắm. Ai cũng có thể lấy được. Nhiều lắm. Nhưng mà phải chịu khó phơi nắng chút. Hiện tại trời nắng rất là to. Nắng gay gắt luôn. 3 giờ chiều trời nắng gay gắt. Tí nữa mình còn phải đi bơm nước vào ruộng nữa. Xong đi câu cá, bắt cá. Chặt cỏ nướng cá ở đây luôn. Chuẩn bị bơm nước ruộng. Mua xăng chưa đấy, Sương? Thêm bà đại nữa. Đi mò hến. Được 3 người rồi. Có đồng đội. Cái này lưu xuống quạt áo xinh thật lắm. Những áo nồng ca ấy mới hát người ăn thật lắm. Này bạn Xiên này mới phát được một bát con rồi này. Đấy, úp cái hòn này mang về tiện cho người làm cái ấy. Đẹp phết rồi này. Hòn đấy á. Ai mà đại cát ở bên cạnh này á, nhiều hòn đẹp lắm. Mọi người ơi, cái này này. Mình nhặt được cái đá quý này này. Tả lão. Này đá quý thật mà. Này,
Mọi người ơi, mọi người, mình nhặt được đá quý này. Cái kết của việc đi mò hến này. Nhặt được đá quý này. Một viên đá quý. Không, mà biết mài biết ấy thì cũng đá quý thật, chứ còn bây giờ nó chỉ là một cục đá thôi. Tí nữa cái này mang về rúa mài ra. Mình sẽ mang về. À, mọi người đợi xem kết quả của cái viên đá này nhé. Nhìn nó trong lắm, trong veo luôn ấy. Nhìn xuyên thấu luôn ấy. Cái này ánh sáng lọt qua được. Xoay đèn pin này thật cũng ngay. Con nán cầu, cái này ý này. Cầu. Bàn nở. Này được hẳn nặng. Nhiều chỗ ôi cả. Nhiều con to phết ở đây. Này. Này. Con to mà. Đá quý. Hến và đá quý. Ba người tác hợp. Chín mầm hoi mầm hến coi. Đấy, bà đại cũng được một bát rồi đấy. Mới phát nữa là ok ngay. Sau cơ mà áo hepa mi thì mới từ mi ế thế nào. Phải cái tức cái này cái tầm lớn nè. Còn lát cho xin chưa mới xiên đi, mới xiên có còn lát mới đưa xe xin được quay đâu hay đấy xiên đâu. Xin là vấn đề ế quá. Nó nở tới lại ý là tới lại yên đúng không? Chuẩn bị hút hết nước chỗ này nhé mọi người nhé, để tí nó bắt cá. Bơm nước sang bên đằng kia xong tí nữa. Chỗ này nó cạn bắt cá luôn. Có khi nào bắt được con cá sấu? Hôm nào bố bảo là đi ấy ra đây. Đi chặn nước này để bắt cá đây nhỉ. Bố ở nhà không? Đấy, lên rồi đấy. Ôi, xong cho nó dịch sang bên kia tí chưa? Cho nó mắc vào cái cột ấy. Có cái gì đấy? Hả? Thằng kia sồn sồn đi. Lá. Cái bèo hằng đây. Lên rồi. Lúc nãy mình nói phép mọi người thôi. Bơm nước đi vào ruộng. Đây có một cái vườn rau cải bắp. Đang chuẩn bị hành bắp rồi. Phải bơm một tí mà được bằng này rồi. Sau nãy không bằng con gái lò lòng. Khô hết ruộng khô. Không có đàn ông là ruộng nó khô hết thế này đấy mọi người ạ. Giờ bạn Sương đi làm cho nó ướt át lại trở lại.
Có bạn Sương là ruộng ai cũng phải ướt át hết nhé. Ai mà nhà nào mà ruộng khô quá thì cứ liên hệ bạn Sương rồi sẽ trở lại như bình thường. Rồi lại nước, rồi lại lênh láng, ngập tràn. Đây, có đàn bướm đang nô đùa. Ý. Ý. Trời nắng lắm mọi người. Kìa, bướm. Nhiều bướm đấy. Toàn bướm trắng. Không có bướm vàng. Cái ruộng nó no nước rồi. Được con ba ba nào chưa? Chỉ được ba ba nằm ngửa thôi. Cái nào một con ba ba nằm ngửa thôi. Từ nãy giờ vẫn lấy chỗ này, chưa rời khỏi. Con này được nhỏ. Con nhỏ thôi mà. Chúng tủ rồi à? Chúng ổ. Chúng ổ. Một con nhỏ quá. Ơ, sóc vừa đấy, không con to nó nhảy ra mất. Sóc vừa kìa. Cái nước này nhìn ở chỗ này nó đục cứ thế thôi mà xuống đoạn dưới kia nó trong nhé. Đoạn này mình thấy nó chật đục. Đây bạn ơi. Không ấy à, không nhạt à? Chặt gì? Toàn hến này. Toàn hến này, không có một lá luôn. Một lá này đi. Nó con nhỏ quá nhỉ. Nhỏ. Nhạt tí. Có con còn chưa dậy thì. Gì, lần trước còn có con chưa dậy thì cái này là đó. Đó cái này. Đó cái này. Đó cái này. Tí nó vào đây hết bây giờ. Đổ vào đây, đổ vào đây. Này. Một bát, hơn bát con. Anh để lên trên kia cho em đi. Túi rồi. Ôi nặng phết đấy, không đeo được đâu. Đấy. Có khi nào đi mò thế này chúng ta nhặt được một cục vàng không? Ăn tè. Cuộc đời nở hoa mướn. Hạp xe kín quá. Ba rồi, tỏ nâng to. Tỏ
còn đi. Ôi chết rồi, bị lún rồi, bị lún rồi. Anh. Không nhấc chân được nữa rồi. Có ai bay khác không ạ? Con nám ý ý. Con nám ý nó là bật tác ra sửa đâu. Toàn đá quý. Tao tổ mong nó vậy em ấy. Tao tổ mong nó vậy. Quyền đang bắt đầu, đang tranh nhau. Chỗ này là ổ. Đúng phải ổ. Gặp phải ổ rồi. Ô chỗ này sâu thế ô. Ô ngập đến tận. Nó khá nên nào vậy. Hôm nay này tôi đẩy con lán hay gì ấy. Đẩy con lán ấy. Đi ăn nước của hôm bác con về. Không mong gì hơn, chỉ mong nhặt được một cục vàng thôi. Dám. Này chắc chưa nhé. Cứ miệt mài đi. Từ từ chăm chỉ. Một thỏi vàng thì thôi rồi nhỉ. Một cục vàng. Chúi thế này đó áo ý. Ngày nào cũng cứ đi thế này. Biết đâu ông trời ông phù hộ thì sao. Thế này. Mình được một viên đá quý rồi đây này. Mà con đục cái cổ này. Tất cả những tổ tên nó nở ấy. Tụt tên nó còn đi cơ. Đá quý nhá mọi người. Mang về để nghịch. Đang hốt được cái nước đó. Nước trong ăn mắt lơ coi em làm mùa không ớ mà. Cổm nó cổm nó lại trông chắp ước ở cứ nưng tê. Không có hòn đá luôn này này. Này. Không có một đá luôn. Cái kiếm này này, ở tê mi hòn đá ế ế thế này. Hòn đá cũng biết đấy. Đi đây. Ừ, chỗ này đều đấy nhỉ. Đều rồi. Cái này con này đều nhau phép luôn này. Này. Nhìn thấy chưa. Thế này mà ai bảo đi đây hết mà không có. Trời ơi. Xúc hết một phát mà được cả. Được nửa cân rồi. Cầm lấy. Cầm lấy cái hẻ này. Ở dưới kia một đoàn nữa kìa. Đang đi lấy con hến về. Đây, ở giữa dòng suối có một hòn đảo trải dài. Mọi người vẫn đang miệt mài lấy hến. Mình không thể đi vào được nữa rồi. Nước nó ngập đến tận cạp quần rồi. Ô em đã nở này tôi sang. Ô ô đã. Mày sao con to đi. Này. Đây này, con này này. Ui tao xin một bộ đây, cái bánh trai. Em thấy ướt rồi đấy. Cái này. Làm tôi khổ nguyên đấy. Con trai, con gái. Không to đâu. Đang nào chả tắm, chả ướt này. Ừ. Con to thế đây nè. Anh em đang ở tổ ô thì chăn á. Toàn con bé thôi này. Bạn xiên được toàn con nhỏ. Nhưng mà toàn hến đấy, toàn đá đi. Còn rồi tên nói quỳnh tên với hai chị anh tôi hến nè. Ý quỳnh tươi tạo điều đó. Đi đi. Nhô. Xiên chứng hình quỳnh tươi tạo điều đó. Cái đấy nó này, hắn phải hến đá ra nè, tên nó xuống. Có tí, mình đã kèm có tí tươi tươi của mưa đây này. Hát tình quái cơ. Nãy đứng ở phía bên dưới kia nó bị ngược sáng, không nhìn rõ.
ngập nửa người rồi. Chỗ này đang nhiều. Ngập hết người rồi. Tí nữa thấy là thành ngập đầu luôn. Bạn trên này chắc ngập đầu này. Bạn chỗ này câu cá chắc thích lắm đấy. À bên kia chứ nhỉ, kia kìa. Ui đây kìa. Nó khuấy động phong trào lên chỗ kia, đục ngầu lên kìa. Hôm nào phải đi câu cá ở đây mới được. Ô ở chỗ kia thật mà. Kìa xem. Cái kìa. Con cá nó vảy ở đấy đây. Nó dãy ruộng ở đoạn kia kìa. Xem ơi, ngợp hết người rồi. Mỏ cua bắt ốc. Đây này. Mọi người ơi mọi người. Cái gì đấy? Tưởng bắt được con gì? Con trai. Cái này con hến. Hến. Con to phết. Một túi đầy rồi. Đâu, sau một hồi mò mẫm thì đưa đây thế nào? Phát này chắc được nhiều nhất quá. Quả này không làm các bạn thất vọng đâu. Nhiều nhất trong ngày luôn quá. Quả khảo. Úi, chỗ đây chắc phải được 2 cân rồi. Quả này không làm các bạn thất vọng tí nào luôn. Những bạn nào mà bảo nó đi đấy hết không có thì nhìn đây. Nói thẳng với các bạn luôn đây, nhìn đây. Cái đấy nhất là tầm 10 phát như thế nó là về được rồi. Đầy cái túi này luôn. Cả một biển hến luôn. Đầy cái túi luôn ấy. Như này. Súng xính. Ai đi lấy mà không biết lấy thì thôi rồi, cứ bảo là không có. Đây. Mang lên, mang lên. Mang lên xem nào. Không làm các bạn thất vọng tí nào luôn. Con to phết đấy nhỉ. Ừ. Nhiều con to, ở chỗ này nhiều con to phết đấy. Nhìn này. Không được cục vàng rồi. Trời ơi, chưa bao giờ lấy hến mà sướng như thế này đâu nhá. Tranh nhau. Bắt được một con cá chép cũng được rồi nhỉ. Hoặc là con cá chuối. Số cái này 10 phát thì có mà. Ngon. Yeah, nhìn này. Ôi. Xương nhìn đi. Một lần thôi đấy. Ông bắn kia đấy ra đi. Quá sạch sẽ luôn này. Đây là sự sung sướng của những người đi mò hến khi lấy được một mớ như thế. Một mẻ. Một mẻ, một mẻ. Xúc một phát mà được cái này đây. Một mẻ. Sung sướng các bạn ạ. Đủ chưa? Đủ chưa? Chuẩn bị về chưa? À, mang sướng. Để gì? Cẩn thận ra ngoài hết luôn. Một phát nó tắt đầy cái này. Sao? Hôm qua hôm kia đi mò ốc, hôm nay đi mò hến. Cái con này bị hỏng đấy. Đấy, con ốc này. Con ốc mình nhặt hết mà. Con này về nhà phải nhặt hết thật. Cái này chưa nhạt thôi nhỉ. Còn ốc vặn nhiều thế.
Ngày trước con ốc này ăn mà. Ăn mà, bây giờ vẫn ăn con ốc này. Mình không thích thôi, mình suốt ngày ăn ốc rồi. Con ốc này ăn được mà mọi người. Nhưng mà cái này nó không biết nó có đắng không nhỉ? Không. Không á? Con này không đắng đâu. Nhưng mà cũng có con như thế này, có con đắng đấy. Có con đắng à? Ốc này, con này ăn được nhé mọi người nhé. Con nào cũng to thế này, sướng nhỉ. Con nào cũng to. Quá sướng luôn. Đến ăn được. Này, tưởng là cục tám. Đi đi ấy đi, đi mò tiếp đi. Rất là miệt mài. Cũng vất vả lắm chứ, để có một bát canh hến vất vả lắm chứ. Đâu có phải đơn giản đâu. Mọi người nhìn vậy thôi chứ cũng vất vả lắm. Đi mò bùn mò biết thứ. Có không? Cái này mọi người này, cái chỗ này nó là cái á. Cái ruộng nhà mình này. Do nước nó ngập bờ ruộng nó ở tận đây cơ mà. Đây tận gốc cây chuối này. Bờ ruộng ấy. Đây này. Cái ruộng 1200 mà bây giờ ở mé bên đằng kia nó chỉ còn có một nửa thôi, một nửa nó ở bên này rồi. Và giữa ruộng mình bây giờ con suối này đang chạy ở giữa ruộng mình. Kiểu nó có sạt lở kiểu đấy đấy. Đấy, nó có sạt lở như thế. Sạt gần hết. Ít nữa ruộng mình sẽ chuyển sang bên này mới. Kia cây cầu khỉ. Cầu khỉ. Cầu khỉ đắc léo, cầu khỉ oa những cái ổ cua kìa. Hang cua. Hang con cua kìa. Lô nhỗ ở cái chân tường ấy. Cái này hang con cua đấy. Mọi người vẫn đang mò hến lên dưới kia. Thành một cái bãi đất trống, ít nữa chắc đi trồng cỏ voi vào đây. Vẫn được nhiều lắm à? Tại cái bàn hết là quả. Anh lại phát đâu thế em đó ạ. Ô táo của lại yến này ôi. Ngốm ở lớp 4 thế. Tranh nhau ác liệt. Quái nhớ ra đấy, xin mắc quái ở tán sao không nghe em nói lại. Chúc cơ phát biểu cảm nghĩ sự em ấy. Mò hến nó sung sướng như thế nào ấy. Sướng rất là mệt. Cái tay mò đến là cảm giác ấy, mình cầm vào mình mò xuống dưới mà mình bắt phải nó làm sỏi.
Cái gì đấy? Bà Đại gặp cái gì đấy? Cái này này chú con đéo chứ khi giàn mà đó. Xong chưa? Nghỉ thật quá. Răng thật là quá. Xong rồi đấy mọi người nhá. Rồi kết thúc thôi. À, mò mẫm sau 2 tiếng đồng hồ thì mỗi người được bằng này. Bà Đại thì đi muộn, đi sau thì được một ít. Được ít hơn không phải là một ít. Được ít hơn một chút. Bạn Xiên, bạn Xiên Xiên thì đi từ lúc 3 giờ. Đây bà Đại thì 3 rưỡi mới đi. Một con to phết bà Đại này. Này. Một con to phết. Còn đây là ba nở. Này đi từ lúc 2 giờ chiều. Đi trước 1 tiếng đồng hồ. Cầm một túi to, chỗ này chắc phải được ôi 15 cân quá. 20 cân có khi á. Mấy chồng mất rồi á? Nhiều lắm. Ít chứ bao nhà mấy? Rồi bây giờ đi về nữa mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy hay hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Bạn Xiên đeo không nổi nữa rồi, chắc không. Xiên được tầm bao nhiêu cân? 5 cân. Ô chào mọi người cái đi. Đây là 10 cân, đây là 5 cân. Này, Xiên. Chào mọi người cái nào. Ô chào. Về nhà nấu ăn đây. Về nhà nấu thôi. Về nhà nấu canh hến nhá. Ai ăn canh hến thì xuống nhà chơi nhá. Hoặc ai ăn hến thì alo đi nhá, ship tận cửa luôn. Rồi, mình cũng đi về đây mọi người. Bây giờ 5 giờ chiều rồi. Đi từ lúc 3 giờ chiều mất 2 tiếng đồng hồ. Mò mẫm. Mình thì cũng không mò mẫm cái gì đâu. Nhưng mà đi quay video cho mọi người xem. Cũng ở đây trực chờ. Còn bạn Sương thì đi bơm nước vào ruộng. Bye bye mọi người nha. Còn được đến 20 cân. Mọi người ạ. À? Được 20 cân con cua kìa. Nhiều lắm. Hai người kiêng mà. Cái này của một mình bạn Xiên thôi nhé. Tổng thế này hôm nay 3 người chắc phải được tầm 50 cân. Tầm này. Nhiều lắm luôn. Nhiều lắm luôn. Ok. Okay, còn đá. Đây nhé mọi người nhé, sau khi đi lấy về thì sẽ phải lọc ra. Bỏ những cái con ốc vít này ra. Bốc phận này. Sẽ chỉ lấy con hến này. Này có cả đá, cả sỏi xếp thứ này. Thì chọn rác rưởi cứ bỏ hết đi. Cái này 20 cân đấy mọi người. Sau khi lọc xong thì chắc cũng chỉ còn tầm khoảng 15 cân thôi. Lấy trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và bây giờ là nhiệm vụ của bạn Mai là sẽ phải lọc ra. Bạn Xiên đi lấy rồi. Đó nhỉ. Bà Đại cũng đang lọc. Rồi.
đi. Không ăn hết.